cua này câm không ạ? Dạ câm. Số người câm phải không? Thế là cua có câm không á? Ôi đúng rồi luôn thầy. Thầy ơi, tối hôm qua đuổi về đó thầy. Tối chào mẹ cho. Mẹ cho, mẹ cho con. Con dẫn xuống đấy nó còn dẫn xuống cho tiền cho nó đi luôn. Đâu? Ngủ với ngủ trai chỉ luôn trong phòng nhà dạ. Nay mình xã huyện gì ta? Dạ xã Thạnh Hòa. Thạnh Hòa Thốt Nốt. Thốt Nốt. Cần Thơ phải không? Dạ. Ra lưỡi con. Ra lưỡi. Lấy lưỡi. Ngày cuối cùng mà quay đâu đầu tiếp nè, một hai ba. Mô Phật. Trời đất luôn á. Dẫn cho Long Thiên dẫn xuống á. Mà thấy tội nghiệp và em dẫn xuống. Là cái một trai người già mà này không? Không có gì à. Tên nói gì? Cho nó ngủ đi đi. Rồi cho ăn cơm. Rồi cho bộ đồ vặn luôn đó. Nhiều tuổi rồi. Con hôm nay quẹ ở đâu? Cục không? Dẻ đó, dẻ được. Cục tôi này không được rồi đó. Tối ngủ. Cầm điếc bẩm sinh hả? Chị cầm điếc bẩm sinh vậy? Nói không được. Ừ, cầm nói không được. Cô là sao? Dạ, dạ. Dạ, rồi rồi. Cô có muốn xã nói không? Muốn hai người dẫn nhau đi làm công quả ha. Đi nói được công quả ha. Ờ, đó rồi. Nếu người có từng làm công quả thì dễ nói. Nè, đến này con 11 12 13 21 22 Chơi Mô Phật. Nam Mô Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi ơi. Đà Phật. Em ơi. Em ơi. Em. Em. Phật. Tôi bữa nay tôi dạy ông nói chuyện mắc cười. Em ơi. Anh yêu. Lỗ tai nghe chưa? Nghe chưa? Một lỗ. Chúc mừng đi, nghe được lỗ tai rồi. Nghe lỗ nào? Đây nghe. Nói nghe. Nghe một. Bà đâu nghe được không? Nghe được không? Nghe được chúng ta giúp rồi chứ. Lâu lâu có nhân viên già lành gặp nhau. Khi chúng tôi đi rồi không có lợi ích gì cả.
lợi ích lớn nhất là nụ cười của quý vị dành cho tôi, cho đoàn chúng tôi tất cả 11 người. Không có hại gì hết nha. Cái đó để tốt vài ngày nữa là nó hay. Không, cái này là từ từ chứ, giải quyết mấy người nhà trước này nha. Dạ dạ dạ, nhà trước rồi cái kia từ từ tính sao. Dư âm còn lại khi chúng tôi về mà chúng ta có duyên mà gặp lại á, chắc đợi nhau đồng chuyện như thế nào gặp lại. Đồng nhau sống lành giống như là xã, giữ trật tự xã hội. Dạy con đừng trộm cắp, mấy cái đó thế nào cũng gặp lại. Sẽ gặp lại tôi. Tôi ra lấy con đau không? Phải hết đau không? Ngày hôm qua cái chỗ này nó đợi tôi không? Tôi đúng không? Đó, kẹo quay phim cho mấy vụ ẩm con đó. Chán lại đi chị, bệnh là gì, cái mồng con nhỏ là chán lại. Làm nôn, làm nôn, làm nôn. Không, làm nôn, làm nôn, làm nôn, làm nôn. Ai? Không biết cảm ơn thầy. Cảm ơn. Cảm ơn. Nói vậy. Cảm ơn. Nghe được không? Giơ tay. Không chúc mừng ta. Lũ ủng hộ luôn. Em thôi. Chịu khó vỗ tay để ủng hộ mấy người sao có lòng tin tưởng đúng không? Có chưa? Có đạo chuyện lạ có thật thì vỗ tay chứ. Nãy vợ cũng giờ không có chương đúng không? Vô vợ cũng có chương không? Bây giờ có chương rồi đó. Kéo từ dưới lên nha. Nghe lò xo bị nén kẹt cái gì đó. Kéo lên. Vậy nhớ là công quả. Công quả chùa. Chùa. Đi chùa. Đi chùa. Chùa. Chùa mua bật á. Đi chùa. 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 Mắt. Tóc. Tóc. Cổ. Cần cổ. Tay. Tay. Lỗ tay. Để cho biết cái chi tiết của người. Rồi. Bởi vì này mình cũng làm được.